Xin chào các bạn. Tôi xin quay lại với các bạn ở cái phần 2 của video nói về một cái bạn sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên ở Bình Định đến thành phố Hồ Chí Minh và đã bị tử vong. Ở video trước tôi cũng có nói với các bạn là mỗi bạn sinh viên á thì đều hầu như là đều có một cái chiếc điện thoại thông minh và có một chiếc laptop, và chúng ta sử dụng nó như thế nào để phục vụ cho cái cuộc sống của chúng ta. Vậy thì tôi xin chia sẻ với các bạn những cái ý như thế này. Ý thứ nhất là bạn nghĩ sao nếu chúng ta sẽ hành động trước khi có những cái điều trục trặc xảy ra, bằng cách là đầu tiên thì trước khi bạn đi vào một cái địa phương lạ, chẳng hạn như là Bình Định đi vào thành phố Hồ Chí Minh, bạn đã biết là cái địa phương mình tới đó là thuộc quận nào, phường nào hay chưa? Thứ hai là trên cái tuyến đường từ Bình Định đến thành phố Hồ Chí Minh là chúng ta đi bằng phương tiện nào? Bạn đồng hành của chúng ta là ai? Cái thứ ba là khi chúng ta đến thành phố Hồ Chí Minh lúc đó là khoảng mấy giờ? Ai là người đón chúng ta? Và nếu có vấn đề trục trặc gì xảy ra thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Ta nên ở lại nhà xe hay là chúng ta đi lang thang để gặp những đối tượng xấu? Cái điều thứ tư, giả sử như trên tuyến đường chúng ta đi bị kẻ xấu hại lấy tài sản thì chúng ta giữ tài sản hay là chúng ta giữ tính mạng? Đó là những cái câu hỏi nó rất là thiết thực mà tôi nghĩ nó sẽ không là thừa đối với các bạn. Nhắc là các bạn trẻ. Với góc độ cá nhân và những trải nghiệm riêng ấy, thì tôi xin chia sẻ như thế này. Nếu như tôi là một bạn trẻ, tôi đến một địa phương khác thì những cái ý đầu tiên thì đã được chia sẻ rồi. Ta sẽ biết tìm hiểu là nó là ở quận nào, phương tiện gì, rồi những bạn đi của chúng ta rồi. Cái quan trọng là cái tiếp theo đó các bạn. Các bạn sẽ đặt câu hỏi là vậy thì giả sử như chúng ta đi di chuyển á, mà bị cái đối tượng xấu người ta giặt đồ thì sao? Vậy thì nếu đối tượng xấu giặt đồ thì chúng ta nên giữ sinh mạng, không nên giữ cái tài sản. Vậy thì làm thế nào để chúng ta liên lạc đối với những người thân của chúng ta? Rất là đơn giản các bạn. Trước khi chúng ta đi đến một nơi xa thì chúng ta sẽ ghi số điện thoại của những người thân ở nơi đó, chẳng hạn như là ở Sài Gòn, chúng ta ghi số điện thoại đó vào tờ giấy. Nên ghi hai tờ giấy. Một tờ giấy ta bọc ở trên ngực, một tờ giấy bọc ở túi quần. Như vậy thì ta ghi số điện thoại này không phải một số mà hai hay là ba số. Không phải một người mà ta chỉ nên cố gắng tìm hai đến ba người để mà có trục trặc người thứ nhất thì còn người thứ hai chúng ta có thể liên lạc được. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, sau khi tình tiết mà có vấn đề cái kia xấu người ta họ lấy tài sản chúng ta thì họ chỉ có thể là giặt cái ba lô chúng ta, trong này nó có là laptop này, có điện thoại này, có thể có tiền, nhưng mà không kỳ xấu là đi lấy chúng ta một cái tờ giấy mà chẳng có giá trị gì cả. Như vậy thì chúng ta còn cái tờ giấy đó, nó trên tờ giấy đó có ghi sẵn là số điện thoại của người thân này, thậm chí là chúng ta sẽ ghi số điện thoại của người thân ở Bình Định luôn. Chúng ta sẽ đến ngay cái nhà xe này hoặc là những cái người ở bến xe đó, chúng ta nhờ họ gọi người thân chúng ta đến đón. Thì sự việc rất là đơn giản này. Cho nên là tôi nghĩ chúng ta hãy tư duy một chút, hãy suy nghĩ một chút, đừng có quá phụ thuộc vào cái điện thoại, những cái vật bên ngoài. Tất cả những thứ đó nó chỉ mất đi, nhưng mà cái khối óc chúng ta nó vẫn luôn tồn tại, và chúng ta hãy có những cái giải pháp tiếp theo để bảo vệ mình. Đừng để vì một cái chiếc túi xách nó mất đi, một vài trăm ngàn nó mất đi mà chúng ta cuối cùng phải đánh đổi cả mạng sống là điều chúng ta thấy rất là đau lòng. Dĩ nhiên mỗi người có một trải nghiệm khác nhau và một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Tôi cũng vậy, đó là góc nhìn của tôi, có thể nó không đúng với bạn, có thể là chưa hay với người khác, nhưng mà đó là cái kinh nghiệm của tôi, cái trải nghiệm của tôi, và tôi rất là hoan nghênh nếu các bạn có những chia sẻ, những cái đóng góp để cho tôi hoặc là những người xem video này được hoàn thiện hơn. Và tôi mong rằng bạn sẽ có được những cái kiến thức tốt hơn, những cái trải nghiệm để chúng ta sống một cuộc sống
hạnh phúc, thịnh vượng và sẽ tránh được những sự việc đau lòng tương tự xảy ra trong thời gian đến. Tôi biết ơn bạn. Tôi Nguyễn Vinh Bình đến từ Bình Định.